Việc Nguyễn Văn Dân sắc sược, hỗn láo khi dám cả gan ngầm so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Zelensky, từng là diễn viên hài Tổng thống Ukraine. Ngoài thái độ sắc sược bất kính ra, thì lập luận của Dân hoàn toàn thể hiện sự ấu trĩ, khập khiễng, không có tính khoa học, thậm chí là cố ý đánh tráo khái niệm. Thật quá buồn cho những gì Dân vốn được học, được đào tạo trước đây. Chỉ với một phát ngôn hàm hồ ấy mà người ta mới thấy tất cả những thứ từ Viện Hàn Lâm, học hàm, học vị của Dân sau bấy nhiêu năm công tác suy cho cùng cũng chỉ là thứ áo khoe mẽ bề ngoài mà thôi, còn thực chất bên trong thì quá là nhiều nát. Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là chính Dân đang xúc phạm gia đình Dân, bản thân Dân vì kết tinh trong cái hàm giáo sư của Dân, có tư tưởng của người và danh dự dân tộc Việt Nam ở đó.